10 cách làm giàu nhanh nhất, cực ít rủi ro bạn có dám thử. 1. 10 cách làm giàu nhanh nhất, không thể thiếu mở tiệm photocopy in ấn. Ngành in ấn, photocopy, nhìn sơ qua nhiều người nghĩ rằng không sinh lợi nhuận nhiều. Nhưng khi phân tích kỹ, bạn sẽ thấy đây là cơ hội tiềm năng để bạn đầu tư. Mở tiệm photocopy là lựa chọn phù hợp cho câu hỏi. Chỉ với số vốn 100 tới 120 triệu, bạn đã có thể khởi nghiệp kinh doanh tiệm photo với các thiết bị cơ bản như máy photo, máy in màu, vân vân. Nếu bạn khai thác được lợi thế về địa điểm, khách hàng, gần các trường học, cơ quan, thì công việc kinh doanh này từ tháng thứ 3 trở đi đã mang lợi nhuận về cho bạn. Đây là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất mà bạn nên thử. 2. Bán sách online. Cách làm giàu ít vốn, kiếm tiền triệu, cực đơn giản. Bạn chỉ sở hữu số vốn hạn chế khoảng 10 triệu đồng, nhưng vẫn khát khao làm giàu, thì bạn hãy bắt đầu với hình thức kinh doanh sách trực tuyến. Đây là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất được nhiều người áp dụng và thành công, bởi nhu cầu đọc sách đang ngày càng tăng cao. Bạn nên xác định được nhóm khách hàng tiềm năng, đầu tư vào các đầu sách mà họ quan tâm hoặc các đầu sách luôn bán chạy như sách làm giàu, kỹ năng sống. Về việc mua sách, bạn nên liên hệ với các nhà xuất bản, các nhà sách lớn để nhận chiết khấu khi mua. Đồng thời, bạn cũng nên trang bị thêm kiến thức kinh doanh online để có thể vận hành kinh doanh và tận dụng các kênh Facebook, Instagram để làm giàu nhanh một cách hiệu quả nhất. 3. Mô hình quán cà phê kết hợp với đại lý Keno Vietlott. Một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất chính là kinh doanh quán cà phê. Tuy không mới, nhưng nếu kết hợp với việc làm thêm đại lý Keno Vietlott, hình thức xổ số mới hấp dẫn hiện nay sẽ là cơ hội gia tăng lợi nhuận cho bạn. Cùng một lượng khách hàng vào quán cà phê, bạn có thể bán thêm cả xổ số điện toán và ngược lại. Số vốn đầu tư ban đầu ước chừng từ 100 tới 150 triệu. Khi có được lượng khách hàng uống cà phê và mua vé số đều đặn, bạn sẽ đảm bảo được việc thu lợi nhuận cũng như hoàn vốn theo kế hoạch hoặc có thể sớm hơn. Bạn cũng có thể cân nhắc chọn mô hình này thực hiện cách làm giàu ở nông thôn. Cách này sẽ khá mới lạ, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và đầu tư ít vốn. 4. Kinh doanh dịch vụ luyện thi là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất. Mở dịch vụ luyện thi, tiếng Anh, tốt nghiệp trung học phổ thông, vân vân, có số vốn đầu tư ban đầu khá nhẹ, dùng cho mặt bằng, cơ sở vật chất đơn giản. Để thành công, bạn nên chú trọng yếu tố chất lượng luyện thi, nguồn nhân sự giỏi, bám sát nhu cầu của học viên, cũng như các thay đổi trong cấu trúc đề thi. Bên cạnh đó, việc marketing tìm kiếm khách hàng nếu có chiến lược sẽ đảm bảo cho dịch vụ của bạn phát triển nhanh chóng. Bạn có thể tận dụng mạng xã hội để quảng bá về hình ảnh và chất lượng của dịch vụ thông qua các thành tích học viên, video giải đề online miễn phí. Từ 2 tới 3 khóa luyện thi là bạn đã có thể thu lời và bắt đầu hoàn vốn. 5. Bao lô Vietlott là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất. Bạn sẽ thích thú với cách đầu tư này bởi lợi nhuận thu được khá hấp dẫn, lại không tốn quá nhiều vốn. Càng bao nhiêu lô thì xác suất thắng và cơ hội nhận được giải thưởng giá trị lớn càng cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của những người chơi lâu năm chia sẻ, bạn hãy nghiên cứu thật kỹ để có thể chọn cho mình bộ số tốt nhất. Giải thưởng bao lô Vietlott có giá trị tối thiểu là 12 tỷ đồng cộng với tích lũy, một con số khá hấp dẫn để bạn đầu tư phải không? Cho nên, đây là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất được nhiều người quan tâm. 6. Bán tạp hóa
là một trong 10 cách làm giàu tại nhà nhanh nhất, kiếm tiền triệu mỗi ngày. Bạn có thể học cách làm giàu từ hai bàn tay trắng với việc buôn bán tạp hóa. Mở tiệm tạp hóa phục vụ khu dân cư là cách đơn giản mà bạn có thể dễ dàng thu được từ 20 triệu trên một tháng. Ngay cả ở nông thôn thì đây cũng là mô hình làm giàu khá nhanh. 20 triệu một tháng cũng là con số khá hấp dẫn cho những ai đang có nhu cầu tìm kiếm một cơ hội kinh doanh nhẹ nhàng. Đặc biệt, những ai có sẵn mặt bằng tại các vị trí như chợ, khu dân cư thì đây sẽ là cách làm giàu tại nhà tốt nhất cho bạn. Bởi các mặt hàng tạp hóa luôn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng không thể thiếu của mọi nhà. Bên cạnh đó, khi mở tiệm, bạn còn được sự hỗ trợ chiết khấu, chương trình quà tặng từ các đại lý, các nhãn hàng để việc kinh doanh thuận lợi hơn. Vì vậy, nếu bạn đang ở khu dân cư đông đúc, đừng bỏ qua một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất này. 7. Làm giàu từ 10 triệu với kinh doanh vòng đá phong thủy. Đây là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất đang chiếm xu thế hiện nay. Ưu điểm của việc bán vòng đá phong thủy là đáp ứng được nhu cầu của một nhóm khách hàng lớn. Họ đa phần là những người am hiểu về sản phẩm, cũng như ý nghĩa và giá trị của nó. Vì vậy, bạn có thể an tâm về chất lượng lẫn số lượng về khách hàng của mình. Bước đầu, bạn có thể học cách làm giàu với 10 triệu đồng làm vốn nhập hàng và buôn bán online để tìm kiếm nguồn khách hàng đầu tiên. Ngoài ra, với cách làm giàu khi có 50 triệu này, bạn nên chú trọng việc cập nhật xu hướng liên tục, đầu tư mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Đừng quên kết hợp dịch vụ, tư vấn và chăm sóc nhiệt tình để có thể chốt được lượng khách hàng tăng thêm mỗi ngày. Hơn nữa, bạn có thể quảng bá hình ảnh trên các trang mạng xã hội, kinh doanh thêm trên các sàn thương mại điện tử. Để khởi nghiệp, số vốn ban đầu nên chuẩn bị từ 200 tới 300 triệu tùy quy mô và hình thức buôn bán mà bạn chọn. 8. Xu hướng làm giàu nhanh từ thực phẩm hữu cơ an toàn. Trong 10 cách làm giàu nhanh nhất thì đây có thể gọi là cách đang hot nhất. Đã có nhiều người thành công và bạn hoàn toàn có thể là người tiếp theo. Bởi hiện nay mọi người đều chú trọng đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, ăn uống. Ngoài ra, các phương pháp ăn uống khoa học như Eat Clean, Detox đang được rất nhiều người áp dụng, tạo nên một lượng cầu khá cao. Một khi xây dựng được lượng khách hàng thân thiết, thì việc của bạn chỉ còn là tập trung bán hàng và đảm bảo nguồn sản phẩm mà thôi. Tuy nhiên, đi đôi với lợi nhuận hấp dẫn thì vốn đầu tư ban đầu cũng không hề nhỏ. Số vốn khởi nghiệp cần có khoảng tầm 500 triệu. Bạn nên chuẩn bị dư giả để có thể thực hiện kế hoạch kinh doanh tốt hơn, tham khảo nhiều nhà cung cấp uy tín để tìm được sản phẩm chất lượng và có mức chiết khấu cao. 9. Nghề sáng tạo nội dung là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất hiện nay. Bạn hoàn toàn có thể làm giàu từ nghề sáng tạo nội dung trên các kênh TikTok, YouTube. Nếu bạn sinh ra là người có tính sáng tạo hoặc hài hước thì đừng bỏ qua nghề hot này. Bạn có cần vốn đầu tư hay không? Nghề này tuy mang tính chất cá nhân nhưng bạn sẽ phải đầu tư vào chính bạn bằng các khóa học, kỹ năng, kiến thức liên quan để hỗ trợ cho việc làm của mình. Nếu ở tầm chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, bạn có thể tạo lập một nhóm làm việc cùng nhau để nhận những dự án có số cao hơn. Về trang thiết bị, bạn có thể bắt đầu với chiếc laptop hoặc smartphone. Đến khi phát triển hơn, bạn có thể đầu tư thêm máy quay, các thiết bị hỗ trợ để cải thiện chất lượng của kênh. Với cơn sốt kiếm tiền khủng từ các nền tảng giải trí YouTube, TikTok, Instagram thì đây được xem là một trong 10 cách làm giàu nhanh nhất
những năm gần đây. 10. Mở cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, nội thất. Lợi nhuận thu được từ việc buôn bán đồ trang trí, nội thất khá cao. Nếu có ý định mở tiệm kinh doanh thì bạn hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Bởi đây là cách làm giàu được các chuyên gia khuyến khích nhất trong 10 cách làm giàu nhanh nhất hiện nay. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu về công năng thì các món đồ, decor, nội thất còn mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhu cầu trang trí, cải tạo nhà cửa của các bạn trẻ hiện nay. Nếu bạn có nguồn hàng ổn định hoặc sở hữu luôn xưởng sản xuất thì việc cạnh tranh để thu về lợi nhuận khá tiềm năng. Mong muốn làm giàu và làm giàu nhanh một cách chân chính của bất kỳ ai cũng đều đúng đắn và thích đáng. Với 10 cách làm giàu nhanh nhất được chia sẻ trên đây, hy vọng giúp bạn được phần nào trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn con đường làm giàu của mình.